Jenny, con trễ học rồi đó, đi thôi. Dạ. Mình muốn lên lái xe thử ghê. Hả? Gì vậy? Jenny, con làm gì vậy? Không phải đồ chơi đâu, trẻ em không được chơi ở đây. Mà chú ơi, con không lái thật mà, chỉ là giả vờ trẻ thôi. Em cũng không được giả vờ lái xe thật đâu, Jenny à. Như vậy có thể nguy hiểm đó. Dạ chú Kim, con hiểu rồi, con xin lỗi nha. Được rồi, ngồi vào chỗ của con đi. Thắt dây an toàn vào nha. Con không muốn thắt dây an toàn chút xíu nào. Hả? Jenny, thắt dây an toàn vào, an toàn trên hết, cũng là luật đó. Dạ chú Kim. Giỏi lắm Jenny, chúng ta đi đến trường thôi nào. Con ở sau ổn không Jenny? Dạ. Được rồi. Được rồi, mình đến trường rồi nè. Hả? Không tốt đâu Jenny, không vứt rác trong xe nha. Ờ, xin lỗi chú Tim, con sẽ dọn sạch ngay nè. Nhìn kìa Jenny, có thùng rác kìa. Dạ chú Tim, con sẽ vứt rác vào trong thùng. Chai nước bỏ vào rác nhựa nha. Rác này thì bỏ vào thùng rác thường nè. Giỏi lắm Jenny, đi học thôi nào. Xin chào. Chào. Chào Jenny, vào đi con. Bye bye. Bye bye. Bye. Ngồi đi Jenny. Dạ, chào em ba. Chào Jenny. Hôm nay ta sẽ học về các hình nha. Dạ. Hình tròn, dễ quá đi. Mình sẽ chơi đồ chơi. Jenny, Jenny. Hả? Sao bạn lại chơi đồ chơi ạ? Mình biết các hình rồi, bạn muốn chơi với mình không? Không Jenny, mình phải học mà. Được thôi. À, em ba, chơi với mình đi. Hả? Jenny, đừng chơi trong lớp nữa. Hả? Sao vậy? Jenny chơi trong lớp và bạn ấy làm con mất tập trung kìa. Ờ, con không được làm vậy Jenny, hư lắm đó. Con phải tập trung học chứ. Dạ, xin lỗi cô. Được rồi, các con hiểu chưa nào? Dạ hiểu. Giờ con kiểm tra nha. Đây là hình gì nè? Con biết, là hình vuông. Giỏi lắm Emma. Còn hình này nè Jenny. Hình chữ nhật. Giỏi lắm Jenny, các bạn nhớ phải luôn tập trung trong lớp học đó nha. Dạ, con không nên chơi đồ chơi hoặc làm bạn trong lớp mất tập trung. Hôm nay học đến đây là đủ rồi, cô đưa các em ra cửa nha. Dạ. Đi thôi. Chú Tim trễ quá, cô Ru, con tự về nhà một mình được không? Không được đâu Jenny à, con nên đợi chú Tim đến đón. Dạ, con cũng đang đợi chú đến đón con về. Cô, con sẽ đợi nha. Jenny, xin lỗi chú tới trễ nha. Dạ, không sao, giờ con biết con phải ở yên để chú đến đón con về nhà. Con không thể tự mình một mình về được. Giỏi lắm Jenny, bài học rất hay đó. Đừng tự đi bộ về nhà một mình nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.